quá trình đồng hành thực hiện bộ phim chân dung về người bố thân yêu, giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Phan Ngọc Liên, tôi cảm thấy mình thật may mắn bởi được trực tiếp nghe lại nhiều câu chuyện ý nghĩa. Là con gái cả nên tôi được bố đưa theo khắp nơi, được gặp nhiều các bác, các cô, các chú thế hệ đầu của khoa, giúp tôi hiểu thêm nhiều điều về bố mình, về tình đồng nghiệp, tình thầy trò, về những người thầy dạy sử tại khoa lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tất cả những kỷ niệm, những tình cảm đó vẫn đọng vào tâm trí của tôi. Nếu không lưu giữ lại để thế hệ tương lai có cơ hội tìm và hiểu về những người con tuyệt vời ấy, thì có lẽ dòng chảy của khoa lịch sử sẽ không trọn vẹn. Ngày 11 tháng 10 năm 1951, tại Liên Khu 4, theo Nghị định số 277-ND của Bộ Quốc gia Giáo dục, Trường Dự bị Đại học được thành lập do giáo sư Đặng Thái Mai và sau đó là giáo sư Trần Văn Dầu phụ trách. Từ tháng 6 năm 1953, tại Trường Dự bị Đại học có thêm lớp sư phạm cao cấp đào tạo giáo viên cấp 3, trung học phổ thông. Môn lịch sử được giảng dạy tại lớp văn sử địa thuộc ban văn học, tức ban khoa học xã hội. Từ tháng 11 năm 1954, sau khi tiếp quản thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Văn khoa được thành lập, cùng với Trường Đại học Sư phạm Khoa học và Trường Đại học Y Dược, gồm hai ban, văn và sử địa. Đến năm học 1955-1956, tách thành ba ban, văn, sử địa. Tháng 10 năm 1956, Trường Đại học Sư phạm Văn khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Khoa học Hà Nội sát nhập thành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội do giáo sư Phạm Huy Thông làm hiệu trưởng. Sau đó, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập để phục vụ cho các nhu cầu khác, không chỉ giới hạn trong việc đào tạo giáo viên. Từ năm học 1958-1959, quá trình chia tách hai trường chính thức hoàn thành. Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, khoa lịch sử ngày hôm nay không thể không kể đến những bậc tiền bối khai quốc công thần. Chủ nhiệm khoa đầu tiên, giáo sư Trần Đức Thảo, một triết gia người Việt nổi tiếng trên thế giới. Ông là học sinh xuất sắc của trường Trung học Pháp Albert Serrao, Hà Nội, đỗ tú tài Pháp năm 1935. Năm 1936, ông nhận học bổng của Phủ Toàn quyền Đông Dương sang Paris, Pháp và thi đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm Paris năm 1939. Ông đậu thủ khoa đồng hạng với bằng thạc sĩ triết học tại Pháp lúc mới 26 tuổi. Ông là người Việt Nam đầu tiên được nhận bằng thạc sĩ triết học. Từ năm 1955 tới 1956, ông trở thành giáo sư triết học và là phó giám đốc Đại học Sư phạm Văn khoa, chủ nhiệm khoa lịch sử, dạy môn lịch sử triết học. Cùng thời điểm thành lập khoa, còn có giáo sư Trần Văn Dầu, nhà hoạt động cách mạng lão thành. Năm 1951, ông tham gia Bộ Giáo dục, xây dựng ngành dự bị đại học và sư phạm cao cấp, giảng dạy các môn khoa học chính trị, triết học, lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Nổi tiếng với những câu hỏi nghiên cứu lịch sử để làm gì hay tư cách phẩm chất của nhà sử học như thế nào, giáo sư từng nhận định khoa học lịch sử dạy tôi phải trung thực với đời và trung thực với mình. Thầy Trần Văn Dầu giảng chủ yếu là về chủ nghĩa Marx, vì rằng thầy đã học từ bên trường Đại học Phương Đông ở Moscow về. Cho nên là thầy nắm rất vững, thầy giảng rất là hay, rất là hấp dẫn. Nghĩa là chúng tôi cứ há hốc mồm ra để tiếp nhận và ghi chép thôi. Cái mà nó gây lại cho chúng tôi một cái ấn tượng rất sâu sắc, và về sau này chúng tôi suốt đời đi theo khoa sử.
Thời điểm sau khi chia tách với trường tổng hợp, hiệu trưởng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giáo sư Phạm Huy Thông, cũng chính là tổ trưởng tổ lịch sử thế giới. Giáo sư là hậu duệ thế hệ thứ 24 của danh tướng Phạm Ngũ Lão. Năm 16 tuổi, ông đã nổi tiếng tiên phong của phong trào thơ mới. Điển hình là bài Tiếng địch sông Ô. Ông lần lượt đỗ cử nhân luật vào năm 21 tuổi tại Viện Đại học Đông Dương, đỗ tiến sĩ luật và sử địa tại Pháp năm 26 tuổi. Thời gian ở bên Pháp, giáo sư Phạm Huy Thông trên cương vị Chủ tịch Hội Ái Hữu thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ với các Việt kiều yêu nước, nói chuyện về chính trị, xã hội. Cũng chính vì lẽ đó, giáo sư bị mật thám Pháp theo dõi và giải về nước. Khi công tác ở trường, tuy bận rộn trên cương vị hiệu trưởng, nhưng giáo sư vẫn rất quan tâm đến phân khoa lịch sử. Hàng tuần ít nhất một lần, ông đến nói chuyện với cán bộ giảng dạy phân khoa sử. Ông còn tham gia viết bài đăng trên tập san của phân khoa, thuyết trình trong hội nghị khoa học của phân khoa, chỉnh sửa giúp các công trình nghiên cứu của đồng nghiệp. Cùng học với giáo sư Phạm Huy Thông là Phó Giáo sư Lê Văn Sáu, 1919-2004. Lúc đầu cụ học trường chính trị quốc gia của Pháp, cụ cùng học với lại ông Trần Văn Khê, ông Lê Thành Khôi, rồi một số ông khác. Ngoài cái việc học ở trường này thì cụ có sang học sử ở trường Đại học Sorbonne. Năm 1955, cụ về nước là cụ đang làm một cái luận án về Đông Nam Á sắp được bảo vệ với giáo sư. Thế nhưng mà không được bảo vệ thì cụ phải về. Cụ về cụ làm công tác rồi sau đó là dạy trường Đại học Văn khoa Hà Nội. Rồi năm 59 thì chuyển qua là thành Đại học Sư phạm về cái khoa gọi là khoa văn sử dưới sự chủ nhiệm của ông Nguyễn Lương Ngọc. Thế rồi sau đó là tách ra thành khoa sử thì cụ làm chủ nhiệm khoa. Bố Phan Ngọc Liên từng kể lại, nhớ lại đầu năm học 1956-1957, trên giảng đường trường Đại học Hà Nội ở Lê Thánh Tông xuất hiện một phó giáo sư Việt kiều, người khỏe đẹp, song pha chút xấu hổ, bên cạnh sự lịch sự rất Tây phương. Thầy là tác giả cuốn Đông Á trên trường Chánh trị Quốc tế 1840-1950. Sinh viên nghe và ghi lời thầy giảng, song chả mấy khi thầy nhìn thẳng vào sinh viên mà cứ ngước mặt nhìn trần nhà. Thầy đã từng sống xa nhà nên rất thông cảm với anh chị em sinh viên miền Nam, nhưng cũng yêu cầu cao trong học tập và tu dưỡng. Bác Sáu đã có công xây dựng bộ môn lịch sử Đông Nam Á. Giáo trình lịch sử thế giới của khoa sử Đại học Sư phạm Hà Nội sửa chữa, bổ sung và xuất bản nhiều lần dưới sự tổ chức biên soạn của giáo sư Lê Văn Sáu và sự hướng dẫn khoa học của giáo sư Phạm Huy Thông. Giáo sư Lê Văn Sáu đã trực tiếp tổ chức và chỉ đạo một nhóm các cán bộ giảng dạy chuyên nghiên cứu về lịch sử Đông Nam Á, bao gồm các giáo sư Đặng Đức An, Đặng Bích Hà, Phan Ngọc Liên, Phạm Hữu Lư. Năm 1975, bác Sáu chuyển về làm chủ nhiệm khoa lịch sử của trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống hàng ngày, bác Sáu còn là người rất thân của gia đình tôi. Vẫn còn tấm ảnh bác chụp chung khi tiễn bố tôi sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Sau này, mỗi khi có dịp vào Nam, bố tôi lại đến thăm bác Sáu ở số nhà 96 Võ Thị Sáu. Giáo sư Tôn Thất Chiêm Tế, sinh năm 1920, trong một gia đình nho học, dòng dõi hoàng tộc tại thôn Vĩ Dạ, ngoại ô Kinh Thành, Huế. Bác bắt đầu được giữ trọng trách là chủ nhiệm bộ môn lịch sử thế giới của khoa lịch sử từ năm 1959. Bác là một cán bộ giảng dạy đầy uy tín và năng lực, một chuyên gia sáng giá nhất trong việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử cổ trung đại thế giới của khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bác tận tụy xây dựng, vun đắp cho sự trưởng thành vững mạnh của bộ môn.
nhiều học trò được Bác đào tạo, bồi dưỡng, sau đã trở thành những cán bộ tài năng của khoa, của nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu. Bác đã cống hiến hết mình cho công việc một cách nhiệt thành và tràn đầy sự say mê. Sẽ là khiếm khuyết nếu không nhớ đến nhà giáo ưu tú Phạm Hồng Việt. Sau năm 1975, chú đã chuyển công tác từ khoa sử Đại học Sư phạm Hà Nội về khoa sử Đại học Sư phạm Huế. Nhưng những tình cảm, kỷ niệm của chú với các thầy cô ở khoa sử Hà Nội vẫn luôn sâu đậm. Chú Việt là người nói tiếng xứ Quảng nhưng dễ nghe, luôn có nụ cười trên khuôn mặt. Chú học đại học ở Liên Xô từ năm 1961 đến năm 1965, làm luận văn tốt nghiệp về Seja, người để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử La Mã cổ đại. Sinh viên gọi chú là vua Seja vì chú giảng dạy rất hay về lịch sử Hy Lạp La Mã cổ đại và cũng giữ nghiêm kỷ luật như trong quân đội. Sinh viên có nhiều kỷ niệm khi chú mới ở Liên Xô về dạy, giúp sinh viên học tiếng Nga. Chú mặc comple, cho tay túi quần nói to, không cần giáo án suốt 3 tiếng. Kinh điển Mác Lênin thuộc lầu lầu. Rồi chú chỉ huy sinh viên đi đắp đê, mưa to vẫn cùng sinh viên đội mưa để làm. Giáo trình lịch sử thế giới trung đại của chú và bác Đặng Đức An viết lần đầu tiên được nhà xuất bản giáo dục ấn hành năm 1975. Đây là tài liệu học tập ở khoa sử các trường đại học sư phạm trên cả nước trong một thời gian dài. Chú là tổ trưởng bộ môn lịch sử thế giới cổ trung đại và phương pháp dạy học lịch sử, chủ nhiệm khoa lịch sử tại trường Đại học Sư phạm Huế từ năm 1977-1987. Thế hệ sinh viên không thể quên chuyên đề văn hóa thế giới cổ đại, đầy bổ ích và lý thú, khép lại cuộc hành trình ngọt ngào đến với bốn biển Nam Châu do chú dạy. Phó giáo sư Đặng Đức An, tôi thường gọi thân thuộc là bác An. Thật may mắn khi tôi được đọc hồi ký của bác. Bác An sinh năm 1931, là sinh viên khóa 2 của trường dự bị đại học. Tháng 7 năm 1956, bác Đặng Đức An được giữ lại làm cán bộ giảng dạy ở Tổ lịch sử thế giới, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đã từng giữ chức chủ nhiệm bộ môn lịch sử thế giới cổ trung đại. Năm 1974 đến năm 1976, bác là một trong những chuyên gia giáo dục được trường cử sang giúp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào xây dựng trường Đại học Sư phạm Lào đặt tại Sầm Nưa. Lúc đó bố tôi là phó đoàn. Sau này với chuyên môn và ngoại ngữ tiếng Pháp, từ năm 1987 tới năm 1990, bác nằm trong đoàn chuyên gia giáo dục sang Angola dạy tại trường Đại học Sư phạm ở châu Phi xa xôi. Phó giáo sư Đặng Đức An về hưu năm 2003. Bác đã 92 tuổi nhưng vẫn vô cùng thông tuệ, sử dụng máy tính, email, internet, Zalo rất thành thạo. Bác như người chép sử cần mẫn về hoạt động của khoa. Hồi ký của bác chính là cơ sở để tôi tìm hiểu về khoa, biết nhiều hơn về cuộc đời của những thế hệ nhà giáo tuyệt vời của khoa từ những ngày đầu tiên. Thế hệ mà không đơn giản chỉ đi học sư phạm lịch sử rồi đi giảng dạy trên ghế nhà trường. Có những thầy cô chính là một cuốn lịch sử sống đang giảng dạy những điều thực tế nhất về lịch sử mà thầy cô đã chứng kiến. Tổ lịch sử thế giới còn có giáo sư Nguyễn Anh Thái, người từng là sĩ quan quân đội thời kháng chiến chống Pháp. Bác là con trai nhà cách mạng Nguyễn Công Truyền. Khi đang học ở Đại học Bắc Kinh, bác Thái đã được báo Trung Quốc đưa tin vì học giỏi và khả năng chơi piano, một tài lẻ ít người có vào thời điểm lúc đó. Bác đã sống ở Trung Quốc gần 10 năm và tiếng Trung của bác giúp cho khoa rất nhiều trong việc dịch thuật. Cuối năm 1961, bác Thái về công tác ở Tổ lịch sử thế giới hiện đại. Với cách truyền đạt lôi cuốn, đặt vấn đề rất hài hước, dí dỏm, giọng nói sang sảng, trí nhớ tuyệt vời, bác thực sự đã trở thành thần tượng của nhiều sinh viên. Bác đã cùng nhiều người thuộc các thế hệ đầu của khoa với việc nắm vững tiếng Pháp
và chuyên môn sang châu Phi làm chuyên gia giáo dục, để lại sự cảm phục trong lòng bạn bè và sinh viên quốc tế. Bác biết 5 ngoại ngữ: Pháp, Trung, Nga, Anh và Bồ Đào Nha. Bác đã nói, làm khoa học là phải nghiêm túc, không thể qua loa đại khái, nhất là bài đăng ở một tạp chí uy tín nhất của ngành sử, tạp chí nghiên cứu lịch sử, thì càng phải cẩn trọng từng câu, từng chữ, từng nhận định đánh giá. Ngay cả sau khi hồi phục phần nào sau đột quỵ, không thể cầm bút sửa, bác đã đề nghị nghiên cứu sinh đang hướng dẫn lần lượt đọc từng trang để nghe và cho ý kiến. Trong tổ lịch sử thế giới, còn có Phó Giáo sư Phạm Gia Hải, cũng là sĩ quan quân đội thời kháng chiến chống Pháp. Bác giảng truyền cảm đến độ có sinh viên của khoa văn thường cầm sách vở sang nghe giảng. Bác Hải công tác tại khoa lịch sử từ năm 1956 cho đến khi về hưu vào năm 1992. Bác từng là chủ nhiệm bộ môn lịch sử thế giới cận đại. Thầy Phạm Gia Hải thì nói cực hay. Tôi nhớ hôm đó thầy lên lớp về tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Thầy lên lớp 8 tiếng liền. Mà học trò tôi ngồi say sưa, quên cả giờ nghỉ. Cái hay của thầy là không phải phong cách như thầy Kiệm bằng hình thể đấy, bằng sử dụng ngôn ngữ rất đặc sắc. Trong khoa sử, nhắc đến lịch sử Việt Nam, không thể không nhắc tới giáo sư Đào Duy Anh. Ông là nhà sử học, địa lý, từ điển học, ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học dân gian nổi tiếng của Việt Nam. Trên lĩnh vực sử học, với những tư liệu đã tích lũy từ nhiều năm và tham khảo những công trình khoa học liên quan của nước ngoài, ông đã tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu rất cơ bản về lịch sử Việt Nam, nhất là về lịch sử cổ đại và trung đại như vấn đề phân kỳ lịch sử, nguồn gốc dân tộc, vấn đề chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, sự hình thành dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là cuốn Cổ sử Việt Nam do thầy biên soạn và là người đầu tiên giảng về cổ sử Việt Nam theo phương pháp của khoa học lịch sử mới, truyền cho sinh viên được lòng tự hào có cơ sở khoa học đối với nguồn gốc vẻ vang của dân tộc. Cái nguồn gốc mà xưa nay người ta chỉ tự hào một cách thần bí với truyền thuyết con rồng cháu tiên. Những cái đầu tiên thường để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc, như tổ lịch sử Việt Nam có bác Nguyễn Phan Quang, là một trong số không nhiều các học trò đầu tiên của trường dự bị đại học ở Thanh Hóa cuối năm 1951, đầu năm 1952. Bác Quang quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, con trai trưởng của danh họa Nguyễn Phan Chánh, bậc thầy về tranh lụa hiện đại Việt Nam. Mọi người trong khoa vẫn nói, có Nguyễn Phan Quang là có sóng gió trong tranh luận. Tranh luận cho ra lẽ để đi đến thống nhất, nghiêm túc nhưng đầy thiện chí, rất chí tình và chí lý. Bác Quang là một nhà sử học có bản lĩnh và cá tính. Bác là người nho nhã mô phạm, không sang diện nhưng chỉnh chu, lại khoáng đạt, vui nhộn, hài ước và cũng trào lộng thâm thúy. Để có được những cuốn sách, những nghiên cứu thời kỳ cổ trung đại Việt Nam hay việc phát triển nghiên cứu sang thời kỳ cận đại Việt Nam, bác đã đặt chân đến 64 tỉnh thành. Bác đam mê tư liệu lưu trữ nhất trên đời. Mắt của bác luôn lấp lánh ánh sáng của trí tuệ và niềm vui sống. Thầy Quang là tiếp xúc rất là gần gũi với chúng tôi. Và chúng tôi có ấn tượng rất là sâu sắc với thầy. Thầy rất hay tâm sự. Thầy chỉ bảo cho chúng tôi từng tí một. Nghe thầy giảng khi lên lớp, giọng miền trong, nhưng mà nghe rất là ấm áp và rất là thuyết phục. Bởi vì thầy nói hay lắm. Thầy nói giọng nhỏ nhẹ và thầy dạy về cái lịch sử Việt Nam cổ đại và để lại trong chúng tôi những cái ấn tượng rất là sâu đậm về cái đất nước và con người Việt Nam. Tổ lịch sử Việt Nam rất đa dạng, phong phú về phong cách và hướng nghiên cứu. Trong đó không thể không nhắc đến giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Trương Hữu Quýnh. Với chế độ ruộng đất Việt Nam thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 18,
một công trình nghiên cứu nổi tiếng và đặc sắc, đã được trao giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ. Thầy là một trong những thầy gọi là cội nguồn của khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy chính thức giảng dạy tại khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1956. Và thầy cũng là người đầu tiên bảo vệ luận án về lịch sử Việt Nam và tiến sĩ Việt Nam ở Việt Nam năm 1973. Và thầy là một trong những chuyên gia đầu ngành của lịch sử Việt Nam cổ trung đại, đặc biệt là vấn đề ruộng đất. Đấy là một cái công trình rất là quý và các nhà khoa học người ta đánh rất giá rất cao cái công trình của thầy. Cho nên có thể nói thầy cũng là một người mà có thể nói là rất tận tụy với học trò và rất nhiệt tình giúp đỡ các anh chị em ở trong tổ. Và tôi cũng là một người rất may mắn. Một phong cách, một hướng nghiên cứu thực tế về lịch sử là thầy Nguyễn Văn Kiệm, người thầy mà các sinh viên đều có ấn tượng sâu sắc về chuyên đề Phong trào nông dân yên thế, do chính thầy nghiên cứu và trực tiếp giảng. Các sinh viên đã được theo thầy đến địa bàn hoạt động của nghĩa quân yên thế, hay nghiên cứu lịch sử địa phương, tìm kiếm tư liệu, xin gặp nhân chứng và phỏng vấn để hiểu về việc điền dã và nỗi cực nhọc để có những thành quả nghiên cứu rồi dạy cho học trò. Chính sách cấm đạo của nhà Nguyễn cũng là đề tài có tiếng vang do thầy nghiên cứu. Vẫn chiếc điếu cày quen thuộc, thầy giết từng hơi thuốc lào, kéo theo loạt tiếng kêu giòn, rồi nhà khói thoát ra sự sảng khoái vô tư. Tác phong bình dị thế thôi, nhưng về chuyên môn của thầy thì sinh viên phục sát đất. Trong các trường đại học sư phạm, bộ môn lý luận và phương pháp dạy học lịch sử là một trong những bộ môn đóng vai trò nòng cốt trong đào tạo đội ngũ giáo viên tương lai. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1957, bố đã được giữ lại khoa tại tổ bộ môn lịch sử thế giới và sau đó chuyển sang bộ môn phương pháp dạy học lịch sử. Tôi được nghe học trò của bố kể lại, vào năm 1966, bố là phó giáo sư tiến sĩ duy nhất của Đại học Sư phạm Hà Nội đã bảo vệ luận án ở trường Đại học Sư phạm Moscow, Liên Xô cũ. Trong hồi ký của chú Nguyễn Hồng Việt có đoạn viết kể về bố đã không ngại tốn hàng giờ đồng hồ chỉ vì một từ khó trong bản dịch tài liệu, và đó là một bài học quý báu trong lao động nghề nghiệp. Học trò gọi bố là cụ thủy tổ ngành phương pháp dạy học lịch sử Việt Nam. Đây là chuyên ngành lớn, có uy tín cao, và hiện nay, bộ môn lý luận và phương pháp dạy học lịch sử ở khoa lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội là cơ sở duy nhất của cả nước được đào tạo tiến sĩ. Điều bố tâm huyết nhất là làm sao để luôn giữ vững được vai trò đầu tàu, trọng điểm của khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong hệ thống các cơ sở đào tạo sư phạm lịch sử của cả nước. Vì vậy, trong thời gian công tác ở khoa, bố quan tâm rất nhiều đến công tác đào tạo. Bố hết lòng giảng dạy, giúp đỡ cán bộ giảng dạy ở các trường đại học một cách vô tư, nghiêm khắc, nhưng đầy lòng bao dung. Vì vậy, học trò gọi bố là Lão Phật gia, và ai cũng sợ, không dám đến gặp khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Các học trò đã chế ra bài hịch nghiên cứu sinh, và khi đọc cho bố nghe, bố chỉ cười vui vẻ. Hiện nay, với tư cách là trưởng bộ môn lý luận và phương pháp dạy học của khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chúng tôi cảm nhận thấy tình cảm sâu sắc và những định hướng của các thầy, đặc biệt là giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Phan Ngọc Liên. Tôi được may mắn hơn nhiều thế hệ học trò là được trực tiếp học thầy, được học từ những cuốn sách giáo khoa ở trường phổ thông do thầy làm chủ biên, được học các cuốn sách về phương pháp dạy học do thầy làm chủ biên, và chính thầy Phan Ngọc Liên đã định hướng cho tôi làm luận văn thạc sĩ, sau đó là luận án tiến sĩ
về đề tài liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vào thời điểm những năm 2000, thì đây là một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới và cho đến nay tôi luôn tự hào điều đó. Khi mẹ mất, một trong những điều mẹ mong muốn là bố nên gắn bó với khoa sử, nơi có nhiều tình nghĩa. Nên sau này, dù được nhiều nơi mời, nhưng bố vẫn ở lại khoa cho đến tận khi nghỉ hưu. Bố nắm giữ nhiều vị trí quan trọng như chủ nhiệm bộ môn phương pháp giảng dạy, chủ nhiệm khoa lịch sử, bí thư đảng ủy trường đại học sư phạm, chủ tịch hội giáo dục lịch sử, chủ tịch hội đồng bộ môn lịch sử, bộ giáo dục và đào tạo và tham gia nhiều hội nghị sử học quốc tế. Bố đã sáng lập trung tâm giảng dạy và nghiên cứu về Đông Nam Á đầu tiên của các trường đại học đặt ở Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2000, bố đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Hôm ra mắt bộ phim về bố, nhìn những đôi mắt tràn lệ của các học sinh đã trên dưới 70 tuổi, mới thấy tình thầy trò thật cảm động và đáng tôn vinh biết bao. Là cái khoa lịch sử của chúng tôi rất là lịch sử. Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu về lịch sử thế giới có thể nói là hùng hậu. Về lịch sử Đông Nam Á thì phải nói ở khoa lịch sử cũng là một cái đứng đầu về nghiên cứu về Đông Nam Á. Cái điểm mạnh thứ hai tôi cần phải nói là về lịch sử Việt Nam cũng rất đáng tự hào của khoa lịch sử của chúng tôi. Có thể nói là bây giờ cũng chưa có một cái công trình nào của các nhà sử học Việt Nam hiện nay so sánh được với cái công trình về chế độ ruộng đất. Ở đây có lẽ là các bộ môn phương pháp dạy học ở tất cả các trường đại học sư phạm đều là do cái bộ môn phương pháp của trường của khoa lịch sử là chủ trì. Và ngày nay anh em chúng tôi cũng đang tiếp tục kế tục cái sự nghiệp và xây dựng cái hội giáo dục lịch sử để tập hợp toàn bộ những anh em cán bộ, giảng viên dạy lịch sử ở các trường đại học cũng như ở các trường phổ thông. Còn một người mà từ khi còn nhỏ tôi đã ấn tượng với vẻ cao lớn, oai nghiêm và đẹp trai của chú, đó là chú Phan Thế Kim. Ở khoa mọi người gọi chú là Bá Hộ, cũng vì chú có gương mặt của người giàu có. Năm 1979, chú chuyển vào khoa sử thành phố Hồ Chí Minh nên tôi ít gặp chú hơn. Khi chú Kim dạy học, không bao giờ thiếu những pha dí dỏm, học trò không nhịn được cười, còn chú thì không. Cuốn tập bài giảng về phương pháp dạy học lịch sử của chú Kim với lối diễn đạt dung dị, không đào tỏ búa lớn, câu cú ngắn gọn lại rất chuẩn mực về văn chương. Thầy Phan Thế Kim là một trong những thầy thành lập cho cái chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học môn lịch sử vào những năm 60 của thế kỷ 20. Phong cách của thầy, dáng dấp của thầy và chuyên môn của thầy lại rất gần với đội ngũ giáo viên. Hình thức của thầy rất đẹp, rất thư sinh. Những cái lớp thầy cô ấy là một cái lớp thầy cô có nhiều kinh nghiệm. Dùng cái kinh nghiệm của mình trong giảng dạy lịch sử và dùng cái chuyên môn lịch sử để mà dạy cho sinh viên về phương pháp dạy học lịch sử. Tôi đã đọc và cảm nhận đúng như vậy. Chú Kim biết đàn guitar, yêu ca hát, nhất là các ca khúc thuộc dòng tiền chiến. Vợ chú Kim vẫn nhớ, nhờ việc dịch tiếng Nga được bố giao mà gia đình chú đã đỡ khó khăn trong thời bao cấp. Chú ra đi ở tuổi 72, khi sức cống hiến vẫn còn nhiều, để lại niềm thương tiếc vô hạn cho khoa và các thế hệ học trò. Trong suốt hơn 70 năm qua, tôi rất là vinh dự khi được học những thầy như là giáo sư Nguyễn Anh Thái, phó sư Phạm Gia Hải, phó sư Phạm Hữu Lư, giáo sư Nguyễn Đức Ninh, giáo sư Phan Ngọc Liên, những người mà cùng thế hệ các thầy. Trong cuộc sống hàng ngày thì các thầy cô luôn luôn là cái tấm gương để chúng tôi học theo, truyền cho chúng tôi ngọn lửa đam mê. Chúng tôi như ngày hôm nay là có cái công định hướng của thầy. Đấy là cái trách nhiệm của những người đi trước đối với thế sau. Và đấy là cái điều mà chúng tôi hiểu rằng đến lượt mình thì cũng phải định hướng cho những cái bạn sau mình để làm sao mà tiếp tục
xây dựng khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục phát triển. Bởi vì đó là cái công sức của rất nhiều thế hệ hơn 70 năm qua. Và những người đi trước đặt những nền móng và chúng tôi cũng có trách nhiệm là phải tiếp tục là tiếp bước các thầy. Khoa lịch sử còn rất nhiều thầy cô, những người mà tôi gọi thân thương bằng bác. Thế hệ đó đến nay phần lớn đã ra đi. Có thể nói khoa sử, nơi bố tôi đã gắn bó cả đời ở đó, có một đội ngũ những nhà khoa học uy tín và giàu tình yêu thương. Đó là thế hệ đã từng trải qua một thời gian khó, tuy nghèo nhưng đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Những người làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, sống rất mẫu mực và chân tình. Đó có thể nói là thế hệ vàng trong những năm tháng vàng son của khoa lịch sử, một tài sản khoa học, tài sản tinh thần và nhân văn vô giá của thế hệ hôm nay. Khoa lịch sử đối với tôi là một gia đình, và trước hết là những người thầy, những người cô vô cùng tôn kính. Những người thầy, người cô không chỉ là những người truyền kiến thức cho chúng tôi, mà còn là những người cha, người mẹ, người anh, người chị, và luôn luôn có một cái tình cảm thấm đẫm đối với các thế hệ học sinh, mà tôi may mắn là một trong số những thế hệ đó. Có lẽ là quan trọng nhất của khoa lịch sử chính là truyền thống tôn sư trọng đạo. Trong khoa lịch sử có một cái nền nếp và có một cái phong cách, cũng như tôi nghĩ rằng đấy là giá trị của khoa lịch sử. Đấy là sự tôn trọng đối với các bậc thầy đi trước. Và các thầy đi trước luôn luôn dắt dẫn, truyền thụ và truyền cảm cho học sinh, cho các thế hệ học sinh. Và đến lượt chúng tôi thì chúng tôi cũng nối tiếp các thầy, truyền lại cho các thế hệ học sinh sau mình kiến thức, năng lực và trang bị cho các em những hành trang cần thiết nhất và quan trọng nhất để trở thành một người giáo viên dạy lịch sử. Con đường tình yêu, con đường đã sống trong dọc dài ký ức của biết bao thế hệ sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Gắn liền với sự đổi thay của con đường ấy là khát vọng, là công sức và trí tuệ của biết bao người. Trời vẫn xanh quá thôi, và đường xưa vẫn thế, vẫn đôi lứa chia xa rồi lại về gần. Hoa vẫn rụng đỏ góc vườn cuối hạ, vẫn nao lòng mùa lá đổ thu sang. Nhớ về thế hệ của bố, tự hào về thế hệ của bố và các bậc tiền bối, tôi lại nghĩ về thế hệ nối tiếp hôm nay, những cô chú học trò và đồng nghiệp của bố, những người tôi vẫn gặp, vẫn gần gũi như trong đại gia đình khoa sử Đại học Sư phạm Hà Nội. Đấy là những nhà giáo, nhà khoa học có uy tín đang kế tục sự nghiệp vẻ vang của các bậc tiền bối